tuần thứ 27 mùa thường niên thứ 6. Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa hứa. Gioan chương 3 câu 4. Lời Chúa theo Thánh Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 26. Khi ấy có mấy người trong dân chúng nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người, nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý họ, liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt phong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các người bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Suy niệm: Chúa Giêsu thực hiện phép lạ như một dấu chỉ của tình thương đối với con người. Trước phép lạ, người ta có thể giải thích cách này hay cách khác tùy theo tâm hồn họ như thế nào. Để hiểu ý nghĩa về dấu lạ của Chúa Giêsu, con người cần phải có ánh sáng siêu nhiên hướng dẫn và cần có đức tin. Đây là điều mà người biệt phái không có được. Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là một kết luận của suy tư. Con người cần khiêm tốn cầu xin Chúa ban cho đức tin để có thể nhận ra ý nghĩa của dấu lạ và được củng cố trong đức tin hơn nữa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin qua truyền thống của Hội Thánh và gia đình. Xin Chúa cho các gia đình Công giáo trở nên mảnh đất màu mỡ để hạt giống đức tin do Chúa tặng ban nảy mầm, đâm hoa, kết trái trong đời sống hàng ngày.